Sáng nay mình có đăng một clip AI chuyển này sang video Và có vẻ như nó tạo ra rất nhiều cảm xúc cho mọi người Và video đang lên xu hướng rất là mạnh Rất nhiều người quan tâm để có thể tạo chuyển động cho những bức ảnh ông bà cha mẹ Để có thể nhớ lại kỷ niệm ngày xưa Thì thực ra cái AI này nó tên là Kling AI của Trung Quốc Tuy nhiên cái việc đăng ký tài khoản nó rất là khó khăn mọi người ạ Thì mình đã test lại tất cả những con AI có thể chuyển ảnh sang video Thì đây, đây là kết quả nhá Mình để hai video đây và mọi người cho mình nhận xét thì đã hợp chưa? OK bây giờ mình sẽ hướng dẫn một người cách làm nhé. vào Google và tìm cho mình Luma lab AI. OK chưa? bấm cái phần đầu tiên này. OK sau đó thì các bạn sẽ bấm chai nào, đây chai nào bấm vào đây nhá. rồi thì nó ra những cái video bây giờ tại đây thì các các bạn sẽ bấm vào đây tải bức ảnh của các bạn lên. gõ From ở chỗ này. sau đó bấm create là ok bấm cái nút này là được rồi hiện tại thì Luma AI đang miễn phí và nó cũng ít lỗi nhất vì vậy mọi người hãy thử đi nhá nếu thấy video này hay và ưu thì nhớ tin và follow cho mình cảm ơn mọi người